thưa quý vị ngày hôm nay tôi tiếp tục quay trở lại chia sẻ gửi tới quý vị với một câu chuyện đầy bất ngờ đã xảy đến với một người phụ nữ như thế này mở cửa cho ông cụ ăn mày vào nhà ngủ nhờ một đêm và cái kết đầy bất ngờ đã xảy đến với cô không thể nào tin được và như thế nào chi tiết của câu chuyện này sau đây kính mong quý vị các bạn hãy cùng theo dõi lắng nghe Chị dậy không gặp ông ấy Hay là ông ta đã đánh thuốc mê cho mày ngủ say Để ăn cắp tiền và bỏ đi rồi Mà mày dễ tin người quá Về tìm xem mất những thứ gì không khéo có đồng nào ông ta vơ hết rồi bỏ đi. Nhà nghèo lại đông em. 18 tuổi loan theo bạn bè lên thành phố kiếm việc làm. Ban đầu do lạ lẫm với thành phố nên loan không dám xin làm ở những nơi đông đúc, phức tạp như quán cà phê hay nhà hàng. Cô nhận rửa bát thuê trong một quán phở gần chỗ trọ. Hai tháng trước, Đứa bạn cùng phòng lại chuyển chỗ trọ ra gần chỗ nó làm hơn Vì nó bảo giờ nó làm ca tối nữa đi về xa không tiện Với lại Loan cũng biết bạn làm ra tiền Nên chắc chắn cũng chẳng muốn ở cái khu ổ chuột này Nó có người yêu rồi Anh ta có tiền Chắc là chuyện thuê nhà tử tế nó cũng được bạn trai lo cho Một mình Loan ở cô sợ kham không nổi tiền phòng Muốn tìm người ở ghép Mà khó quá về căn phòng của cô Nó cũng eo hẹp lắm Sinh viên cũng chẳng muốn ở Đường cùng Loan đành phải nói khó Để ông chủ tăng lương thêm chút cho cô Có vậy Loan mới đảm bảo được Giữ trọn được số tiền 2 triệu hàng tháng Gửi về cho bố mẹ ở quê Thấy Loan thật thà Chịu khó Lại làm được hơn một năm Rồi nên ông chủ cũng quyết định tăng lương cho cô Thêm 300 ngàn đồng nữa Dù số lương tăng chẳng đáng là bao nhưng Loan cũng thở phào nhẹ nhõm, vậy là một mình cô có thể tụ được lại cái phòng trọ này rồi. Nhưng về lâu dài, Loan vẫn muốn kiếm người ở ghép cho đỡ chi phí. Bản thân Loan thấy bằng lòng với công việc hiện tại, cô chỉ mong có tiền để gửi đến điều đặn về nhà cho mẹ nuôi hai đứa em. Mẹ cô đợt này lại ho nhiều nên cũng mất nhiều tiền thuốc. Chiều ấy đang ngồi rửa bát, thì bất ngờ loan thấy một ông cụ ăn mày Làng vảng bên ngoài quán phở nhìn ông ấy thương lắm vì dáng đi siêu vẹo có vẻ ông ấy đã đuối sức vì đói loan định bê một bát phở còn hơn một nửa khách để lại trên bàn ra cho ông cụ ăn mày thì bất ngờ nghe tiếng quát của ông chủ ông đi đi vừa mới mở hàng đã tới ám quẹt rồi đi ngay đi bẩn thỉu mùi hôi hám không chịu được Ông đừng có lợn vật ở trước quán nhà tôi nữa Không tôi mất khách Người chủ quán xua đuổi ông cụ Như xua đuổi người bị bệnh dịch vậy Loan không dám mang bát phở ra cho ông lão ăn mày nữa Vì sợ chủ quán của trách Nhưng suốt cả buổi tối Hình ảnh ông lão ăn mày đáng thương Cứ lợn vẩn quanh đầu của Loan Tối ấy quán ít khách hơn Mọi hôm nên 8 giờ tối Loan đã được nghỉ Ông chủ thì cứ lầm bầm chửi ông ăn mày Vì ông ta mang vật đen tới Trời bất ngờ đổ mưa Loan chạy ủ về nhà Vì phòng trọ cũng gần chỗ làm Vừa treo lên giường định đi ngủ Thì bất ngờ có tiếng gõ cửa Làm ơn cho tôi vào ngủ nhờ Trời mưa tôi lạnh quá Ai vậy? Tôi là lão ăn mày Làm ơn tôi không phải người xấu Loan khi đó cũng nghi ngờ Cô chưa dám mở cửa chính Mà hé hé cửa sổ nhìn ra Đúng là lão ăn mày hồi chiều rồi Ông ta nằm bẹp trước hiên phòng trọ nhà cô Loan vội vàng mở cửa cho ông ấy vào Rồi pha tạm cho ông ấy một gói mì tôm Vì cô biết ông ấy đói lắm rồi Ông lão ăn một cách ngon lành Rồi xin ngủ nhờ dưới đất Loan nhường ông lên giường Nhưng ông không chịu Loan đành trải một chiếc chiếu và đưa cho ông chiếc chăn của mình. Chẳng hiểu sao, đêm ấy Loan ngủ rất là ngon, thậm chí cô ngủ chuông báo thức tắt lúc nào mà cũng không hay. Mở mắt ra thì trời đã sáng rõ. Loan giật bắn mình vì dưới đất không thấy ông cụ đâu cả. Chiếc chiếu được gấp gọn gàng rồi. Cửa phòng mở, Loan lao ra bên ngoài, cô vội vàng hỏi chị phòng bên cạnh. "Chị ơi, sáng nay chị có thấy ông lão ăn mày từ phòng em đi khi nào không đêm qua ông ấy xin ngủ nhờ mà đi lúc nào em cũng không biết sáng nay em ngủ say tới mức giờ mới dậy may mà hôm qua chủ báo sáng nay nghỉ chị dậy không gặp ông ấy hay là ông ta đánh thuốc mê cho mày ngủ say để ăn cắp tiền và bỏ đi rồi mày dễ tin người quá về tìm xem mất gì không Khéo có đồng nào ông ta vơ hết rồi bỏ đi đó Loan giật mình Lúc này mình nghĩ mình đúng là chủ quan thật Cô kiểm tra số lương mới nhận định sáng nay gửi cho mẹ Thì ơn trời may quá nó vẫn còn đủ Ông ta không lấy tiền Chắc là ông ấy đi rồi Nhưng chợt Loan thấy có một cái túi đen lạ Để bên cạnh cái chăn Ông lão gấp để trên giường Giờ cô mới để ý Mở cái túi ra Loan chết điếng khi thấy trong đó là bọc tiền 2 tỷ đồng Kèm với tờ giấy có chữ mịch ngoạc Ông cho cháu Cảm ơn cháu vì bát mì và chỗ ngủ đêm qua Là ông lão ăn mày cho cô ư Sao ông ấy lại có số tiền lớn đến như vậy Loan ra quán định sinh ông bà chủ cho nghỉ cả chiều Để gửi số tiền kia vào ngân hàng Nhưng vừa ra tới nơi Thì thấy nhà ông chủ đông kín người Hóa ra con ông ta cờ bạc nợ 2 tỷ Giờ chủ nợ tới đòi lấy nhà xiết nợ Ông chủ đột nhiên rơi vào cảnh nợ nần Còn Loan thì lại có một số tiền lớn Giá như chiều qua Ông chủ cho ông lão ăn mày một bát phở Thì biết đâu hôm nay ông ấy đã có tiền trả nợ cho con trai mình Trong cuộc sống Nhìn nhận con người không thể thông qua vẻ bề ngoài và đặc biệt đừng có ngại giúp đỡ những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn Vì bạn cho đi lúc nào Thì rồi sẽ có lúc bạn sẽ nhận được những cái khác Đời rất công bằng mà Vâng, thưa quý vị Một câu chuyện cũng nói lên tình người và lòng vị tha cũng như chúng ta cho đi rồi chúng ta sẽ nhận được lại những gì tôi cũng mong rằng quý vị lắng nghe để đưa ra những lời nhận xét bình luận cho câu chuyện như thế này thưa quý vị và các bạn trong cuộc sống của chúng ta rồi có những điều gì cũng có thể xảy đến bất cứ lúc nào chúng ta nhìn vẻ bề ngoài không đánh giá được một con người tôi cũng mong rằng quý vị hãy lắng nghe những câu chuyện như thế này để thưởng thức và cũng như thư giãn sau những giờ làm việc mệt nhọc tôi rất chân thành cảm ơn và đến đây thì tôi xin tạm dừng video lại hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo xin chào tạm biệt